Xin chào cả nhà. Hôm nay thì bên Solar Hưng Yên hướng dẫn các bác bật chế độ bán tải cho cái biến tần sofa nhé. Em đang sử dụng trên con biến tần sofa này. Con máy này là 5kW, hiện tại nó đang đẩy lưới là 1,66kW nhé. Đây, tem nó bên này. 5kW này. 1PV vào nhé. CT mọi người cắm vào đây giúp em này. Đấy, điện ra đây. Hiện tại nhà đang sử dụng là 537W nhé, đang đẩy lưới là 1,59 này. Bây giờ em sẽ cho nó này. Đấy, vẫn thừa điện, đang bán điện 1kW nhé. Bây giờ sẽ bật bán tải cho nó này, 1,62 này. Dây CT này sẽ kẹp ở dây tải nguồn đầu vào đi nhé. Đấy, nó em hay kẹp ở chỗ này nhưng mà chỗ này nó xa quá, dây nó ngắn. Đây, vẫn là dây đỏ này. Đấy, cũng kẹp vào cái dây này, kẹp vào dây tải từ ngoài cột điện vào. Ở trên biến tần thì mọi người sẽ chọn cho sau như sau cho em. Ấn Enter này. Đấy, sau đó vào mục số 17. 15, 16, 17 đây. Đấy, chế độ số 17 này. Nhấn Enter này, Enter một lần nữa thì mật khẩu là 3 số 0 1 số 1 nhé. Rồi. Bắt đầu là cho nó enable này. Chỗ này sẽ cho nó là 0 không xong rồi, sau đó mọi người thoát ra rồi đã bắt đầu bán tải luôn. Bây giờ nó chỉ ra có 0,56 thôi. Đây, lúc này mọi người sẽ thấy này, nó hoạt động bán tải hoàn toàn này. Nhà đang dùng là 546 này, bán điện là 00 này, mua điện là có vài watt này. Đấy, mua điện rất nhỏ nhá. Mua điện rất là thấp. Làm nào để tăng tải nhà lên nhỉ? Chờ chút để em tăng tải nhà lên. Đây, hiện tại tải nhà đã tăng lên vào 1,27kW này. Lúc này nó đang đồng hồ báo bán điện đang báo là bán khoảng 6W điện này. Đấy. Nói chung là điện thì nó sẽ phải có dôi dư một chút nhá. Nó sẽ nằm trong cái tầm cho phép. Lúc nãy thì mua một chút, bây giờ thì bán một chút này. Cốt phi đang là 0,97 nhá. Cốt phi nhà dùng là 0,97, cốt phi bán là 0. Đấy, công suất có mấy watt này. Có dòng điện nhưng mà công suất rất thấp nhá. Dòng điện là 1,36A, cốt phi có 0,02. Đấy, còn công suất đang bán điện là khoảng 7W này. Bây giờ em sẽ tắt cái chế độ bán tải đi này. Mọi người vào Enter setting, vào chế độ số 17 nhé. Sau đó tắt nó đi. 17. Nhập mật khẩu là 3 số 0. Cứ ấn Enter là nó sẽ tự select 3 số 0 1 số 1 nhé. Rồi, cái chỗ này mọi người sẽ chọn disable, ấn Enter ở đây này. Chỗ này em làm nhầm mất rồi. Đây, chỗ này ví dụ chỗ này muốn cho nó là 1 này, cho nó là 2 này. 0.02 thì nó sẽ luôn đẩy lưới khoảng 20W. Đây. Đấy, 0.02 là nó sẽ cho đẩy lưới 20W này. Đấy. Tắt nó đi nhá. Đây, disable như này. Disable này thì là nó sẽ là tắt này, Enter này. Đấy. Lúc này mọi người sẽ thấy nó đẩy lưới ra này. Nhà đang dùng là 1,37kW và đang thừa điện là 300W, 359W này. 359W đang bán ra điện lưới này. Đấy. Đang bán điện nhá. Đây, xem lúc này máy nó đang ra. Hiện tại máy em chạy có mỗi một dàn pin thôi. Một dàn pin và công suất đang đẩy lưới là 1,77kW này. Có 7 tấm 390. Rồi, đó là cách bám tải nhé. Bám tải mọi người cần phải có CT nhé. CT hiện tại bên em đang bán với giá là 300.000. Mọi người có thể mua trên Shopee. Mua trên Shopee hoặc mua trực tiếp. Đấy, CT cắm vào đây. Các dòng máy 3kW, 5kW và 7,5kW của sofa làm ok mọi người nhé. CT cắm đây này. Con nào mà không cắm CT và không có tác dụng là bên trong nó bị thiếu IC CT nhé. Có một số đời là người ta bỏ đi IC CT. Cái đấy các bác cần phải mua thêm. Bên em sẽ bán hoặc là hỗ trợ mọi người sửa chữa việc đó. Dây tải thì mọi người kẹp vào đây.
Nếu như mà kẹp đúng thì nó sẽ bám tải nhá, kẹp sai thì nó sẽ lên 001. Đây hiện tại là công suất đang là 1,78 này. Đang dư là khoảng hơn 300W điện. Đấy. Bây giờ em sẽ cho nó bám tải nhá. Lại bật bám tải lại. À, số 17 đi. Rồi. Mật khẩu 0001 mọi người nhé. Rồi enable, cái chỗ này anh chọn là 00 hết thì là nó sẽ là không bán ra điện nữa. Còn nếu mà như 002 là bán 20W, 005 là bán 50W và 010 là bán 100W. Rồi, như thế là xong. Thoát ra. Đấy, công suất lập tức sẽ về 1,4. Nhà đang dùng đây 1,39. Đấy, và đang thừa một chút điện, thừa mất mấy watt rồi. Ok, đó là cái cách bám tải cho con sofa. Các bác có nhu cầu thì cần mua CT cứ liên hệ Sula Nghiên, số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.